Vâng, chúng ta đến với trận thi đấu AC đầu tiên. Chúng ta phải thi đấu lại, trận đấu đầu tiên đã bị đít. Đây là chim sẻ đi nắng. Vâng, trận này thì chim sẻ nằm ở góc 2.5. Chưa thấy gì. Trận trước nhà đang trơn tru. Vâng, 3 voi, 1 quả phụ, 1 hiêu. Vâng, bãi quả đợt này thì hơi tù. Vâng, tù thì cũng phải ăn. Vâng, đây là một bãi quả 6 cây. Vâng, một cánh rừng thông. Đẹp rồi. Vị trí ép quá đẹp. Một bãi đá. Vâng, đây là một bãi hiêu. Có lẽ sẽ lùa về rừng thông rồi. Chim sẻ sẽ lùa. Vâng, bãi quả phụ luôn. Vâng, có lùa dần bãi hiêu này về rừng thông không? Không, chim sẻ vẫn đang quyết tâm đi dò. Rất kín. Một bê bê sẽ kín luôn mặt này. Rất cẩn thận, tỉ mỉ. Đây là chiếc BE của chim sẻ. Vâng, tiểu thủy ngư chậm dần. Những thao tác xem thao của chim sẻ cực nhanh, cần phải đặc biệt chú ý. Vâng, đây là bãi hiêu đầu của chim sẻ. Đồng thời lùa hai bãi hiêu luôn. Bãi hiêu này sẽ lùa gần về với cánh rừng thông. Vâng, một bãi quả nữa. Không sao, đít cũng chẳng vấn đề gì và chẳng có đồ lùa về cũng chẳng sao. Quan trọng là chúng ta giàu. Ở kèo sen thì chim sẻ đã thua quá đáng tiếc, rất tiếc nuối. Vâng, như vậy là bãi hiêu. Chết thì không được đẹp cho lắm, nhưng nhà trận này quá giàu. Chúng ta hãy cùng chờ xem chim sẻ đánh một bài giàu thì đánh hay như thế nào. Nhà mới chỉ có một cánh rừng thông. Đóng được hai hết. Vâng, đây rồi, thêm một cánh rừng thông nữa. Vâng, đang có mối lo về rừng thì không sao. Một bài giàu như này thì rừng là vàng và biển là bạc. Vâng, lại một con hiêu chết hơi lỗi. Đúng là nhà giàu quá, anh không có tí tiết kiệm gì cả. Vâng, rất khéo léo. Phải chăng là bé thứ hai? Ồ không, cắt dân ra ăn bác quả phụ thứ hai. Không, làm một chiếc ép để ăn hiêu. Vâng, mới chỉ là ướm thôi. Vâng, quyết định cuối cùng chúng ta hãy cùng chờ xem chim sẻ quyết định như thế nào. Vâng, như vậy sẽ đi ăn quả. Bãi quả phụ này có 6 cây, đây là bãi quả phụ thứ hai, 25 dân. Chim sẻ chưa ngừng xin dân và đang điên cuồng xin tiếp. Vâng, có lẽ sẽ là bài 26+1. Vâng, 8:27 với 26 dân. Lên đời cộng thêm 1, như vậy là chim sẻ sẽ kích vào khoảng 10:05. Đây là solo AC, không phải là solo sen, vì vậy mà chúng ta nghĩ ra đầu 9 thì nó hơi ảo tưởng. Chỉ có đai so FAC đầu 9 thôi. Vâng, dị nhân với 25 dân lên đời sóc 4A. Vâng, như vậy là SH của Tiểu Thủy Ngư đã tìm ra được nhà của chim sẻ đi nắng. Trên màn hình hiện là chim sẻ đang hơi lag, nhưng mà trận đấu vẫn đang rất mượt mà. Vâng, chuẩn bị đóng nhà.
Phải chăng đóng nhà A thụt luôn? Vâng, nhà A thụt không hề đóng lên trên dốc. Cộng thêm một dân, 10 phút 5x chuẩn, không cần chỉnh. Vâng, chỉnh phát là hỏng ngay. Vâng, 10 phút 56 với 27 dân AC. Nâng cấp chặt gỗ và chiếc S thứ ba được thiết kế cạnh một cánh rừng dừa. Bây giờ chim sẻ đang kéo dân về để đóng ruộng quanh nhà chính nhà mình, một bài đánh chắc bài. Vâng, nhà A thì đóng ở dưới dốc, rất gần với nhà chính, nhưng mà ở chính giữa nhà, có thể di chuyển sang cả hai cánh. Vâng, tiền giữ điểm số đang rất cao, rất là cao. 50 rưỡi ở thiết kế xung quanh nhà chính rồi. Bài 3S cung RAC khá khỏe, vẫn còn đang ú dở hai bãi quả phụ. Vâng, chuẩn bị lên đời xong, nâng cái bánh xe sóc dân nhà chính. Vâng, tiểu đường ngư đã lên đời xong, như vậy là tiểu đường ngư kích khoảng 10 rưỡi, không hề đơn giản một chút nào. Nhưng vấn đề là lực sau khi lên đời, chim sẻ trận này lực khá khỏe. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ xem tiểu đứng ngư quân sang nhà chim sẻ trước, anh sẽ làm gì. Vâng, những thao tác rất nhanh, dân AC khi đã có bánh xe thì phải nói là chạy như gió. 5 cung R, nhà tiểu đứng ngư ở góc 9 giờ. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Chim sẻ đang cho cung R lên bảo vệ chỗ nhà BM của mình, hướng không có nhà quân. Tên hai sẽ để thủ bãi quả phụ thứ hai. Rất mon men. Vâng, cực kỳ mon men. Vâng, ở nhà bãi quả phụ thứ hai, tôi đã nói rồi là tên thứ hai sẽ phải để bãi quả phụ thứ hai. Vâng, chim sẻ không nghe một cái, chết ngay một dân. Vâng, bây giờ tên cung đầu của chim sẻ đi công, còn tên cung thứ hai đang để thủ. Hai tên cung để thủ rồi. Vâng, đứng bắn vào dãy hàng nghe không. Vẫn đang tập trung sóc đều năm nhà BA của mình. Chim sẻ chết hai dân. Vâng, chạy thôi. Vâng, chim sẻ chết một cung R. Cả hai game thủ đều đang tập trung phát triển to, không có lối đánh điên hoang chơi AC. Vâng, như vậy là AC đánh chạm hai, có lẽ giam đầm cũng như vậy. Ban đầu tiểu đường ngư tưởng rừng hôm nay đánh xem cũng chỉ chạm hai thôi. Vâng, chim sẻ bị công vào. Vâng, lại tách cung R. Tiểu ngư có đánh đang khá giống với khủng long HP của Hải Phòng. Có gặp hàng không? Vâng, gặp hàng luôn. Nhưng đây là một tên cung rất to của chim sẻ, và tiểu thủy ngư cũng vậy. Vâng, điều cùng RAC thì phải nhanh tay hơn rất nhiều, những mũi tên bắn cực nhanh.
Nhiều khi còn nửa máu khi ấn điều vẫn có thể chết. Vâng, tên này tiền thưởng như đông hơn rồi. Chim sẻ đang gọi thêm hội. Vâng, lại bị công vào rồi. Rất khó chịu, vẫn đứng ở đằng sau rừng bắn vào những nông dân làm gỗ. Vâng, đây là nhà BA của Tiểu Thủy Ngư. Rất nhiều A rồi. Vâng, 7 A. Đừng có hỏi tại sao Tiểu Ngư lại có thể đông quân được như vậy. Tăng A cực chuẩn và cực đều. Vâng, chim sẻ có một pha điều cực hay. Và sau pha điều ăn được quân này thì chim sẻ nên én. Vâng, chim sẻ đã biến thành chim én trong pha đấu vừa rồi. Chẳng có hai em ơi. Vâng, vẫn dùng E để tìm hướng đi quân của game thủ Tiểu Tử Ngư. Nhưng Tiểu Tử Ngư đang đánh thủ. Vâng, bất thân linh. Tìm hướng đi quân của game thủ Tiểu Tử Ngư. Nhưng Tiểu Tử Ngư đang đánh thủ. Vâng, bất thân linh, Tiểu Tử Ngư ốp ngay một tên quân to vào thẳng nhà chim sẻ. Và bây giờ sẽ là đổi nhà. Chim sẻ cũng đang mang toàn bộ số quân của mình ốp thẳng vào nhà Tiểu Ngư, nhưng Tiểu Ngư đang rất đông thủ ở nhà. Các bạn ơi, 7 nhà BA thì không hề đơn giản một chút nào. Anh ta đang xây E để có thể bắt toàn bộ số quân của chim sẻ trong nhà. Và cũng đang kéo quân về. Vâng, tách một nửa số quân của mình về để thủ nhà. Vâng, pha đổi nhà có lẽ là không thành công của chim sẻ đi nắng rồi. Vâng, bị vẩy E để bắt quân. Vâng, các bạn có thể thấy rằng không phải là chỉ chim sẻ biết vẩy E. Các bạn có thể thấy nhà của Tiểu Tử Ngư rất rộng, phát triển cực rộng và cũng cực kỳ kín. Vâng, đây rồi, Tiểu Tử Ngư tiếp tục ốp quân lên nhà chim sẻ đi nắng. Tên này có lẽ sẽ đóng nắp quan tài cho chim sẻ. Vâng, đây rồi, Tiểu Ngư đã xuất hiện. Không phải, những chấm vàng vẫn chỉ đang lẩn vẩn trên bản đồ thôi. Tiểu Ngư đang đứng để bắt quân chim sẻ sang nhà của Tiểu Ngư. Nhà Tiểu Ngư vẫn đang bền vững, không hề bị bung bét một chút gì cả. Và số lượng dân có lẽ là vượt trội. Vâng, Tiểu Ngư công vào điểm yếu của chim sẻ. 5 nhà đấu với 7 nhà BA. Vâng, một kèo hơi khó cho chim sẻ đi nắng. Vâng, vừa rồi chim sẻ có một pha bắt quân khá dẻo. Tham lai của anh đang là 58/60. Nhưng Tiểu Tử Ngư với 7 nhà A, tôi nghĩ rằng tham bia phải 7-8x. Vâng, rất tắc đường. Vâng, một kèo khá khó dành cho chim sẻ đi nắng. Nhà cũng rất đẹp, không phải là nhà xấu. Nhưng Tiểu Tử Ngư lên đời quá sớm và có vẻ như nhà anh cũng đẹp không hề kém. Thi đấu quá kinh nghiệm, quá hay. Vâng, bây giờ là pha công quân để hạ gục chim sẻ. Vâng, bắn hạ chim sẻ thì nghe nó hoành tráng hơn. Vâng, cung R còn nửa máu chạy ngang mà vẫn cứ chết như bình thường. Những con cung R của AC bắn như kiểu có đạn đổi. Vâng, trong Half-Life người ta gọi là đạn dồn. Khó rồi, cả hai mặt đều đang bị công và đang bị thất thế.
đặc biệt là mặt trên hướng nhà BBBM. Vâng, tỷ số là 1-0 cho Tiểu Thủy Ngư. Rất hay.